Hello, bà Lộc và ông Loan xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã chọn channel của Lộc và Loan để theo dõi những tin tức vlog cũng như giải trí. Ngày hôm nay là ngày thứ 6 cuối tuần, ngày 12 tháng 11 năm 2021. Happy weekend quý vị ơi. Loan và Lộc kính chúc tất cả quý vị những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và ấm cúng cùng với gia đình. Và chiều hôm nay Lộc và Loan sẽ gặp lại gỡ lại quý vị trong một cuộc livestream ca nhạc nho nhỏ. Quý vị muốn yêu cầu những bài hát gì thì hãy yêu cầu ở dưới đây để cho Loan với Lộc hát nhưng mà gửi tặng tới quý vị ha. Ừ, có thể là những bài không tên của Du Thành An chẳng hạn, hoặc là những bài sắp tới mùa đông rồi. Những bài mùa đông cũng hay á ha. Những bài nhạc mùa đông ha. Mùa đông ha. Bán giấy chích ngừa Covid giả từ Trung Quốc, một người phụ nữ ở California đã bị bắt. Tin từ tiểu bang Ohio, vừa mới gắn camera đã bắt quả tang anh hàng xóm tính đột nhập nhà. Một bà 82 tuổi đã bị kẻ gian giả làm cháu gái lừa hơn 700.000 đô la. Tòa kháng án ra lệnh tạm hoãn giao nộp tài liệu Tòa Bạch Ốc thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tòa Bạch Ốc đã kêu gọi công dân Mỹ hãy rời Haiti ngay lập tức. Thánh Rác Muối đã tuyển nhân viên lương 12 bảng Anh một giờ. Anh Quốc cho phép người sáng lập Wikileaks được đám cưới trong tù. Câu hỏi tại sao cả gia đình mắc Covid-19 mà có thành viên không bao giờ bị dương tính? Thống đốc Florida Ron DeSantis tìm cách gỡ những người di cư đến Delaware. Trung Quốc đã báo động đỏ vì bão tuyết bất thường. Tổng giám đốc của đài truyền hình TVB cầu xin Lưu Đức Hòa, Châu Tinh Trì quay về lại TVB. Cuộc sống của Phước Sang hiện ra sao mà Kim Thư vẫn gặp rắc rối với các chủ nợ của chồng cũ? Thưa quý vị, tin đầu tiên của ngày hôm nay, bán giấy chích ngừa Covid giả từ Trung Quốc, một người phụ nữ ở California đã bị bắt. Bà Charlene Bohoquiz là cư dân của Whittier đã bị bắt vì sở hữu và bán giấy chích vaccine COVID-19 giả được vận chuyển từ Trung Quốc. Theo sở cảnh sát Los Angeles County thông báo vào ngày thứ Ba, ngày 9 tháng 11, Whittier là một thành phố ở Los Angeles County nằm cách khu vực Lido Sài Gòn khoảng 20 dặm, thưa quý vị. Và cảnh sát đã bắt đầu điều tra sau khi nhận được thông tin từ Bộ Nội an về các giấy chích ngừa giả này. Các giới chức đã điều tra và xác định nguồn gốc các giấy chứng nhận chích ngừa giả mạo này đều hướng đến một địa chỉ ở thành phố Whittier, đó là nhà của bà Bohoquiz. Vào thứ Sáu tuần trước, cảnh sát đã tống đạt lệnh khám xét nhà của nghi can. Tại đây họ tìm thấy hàng chục thẻ chích vaccine giả cùng với các vật chứng khác. Sau đó bà đã bị thẩm vấn và đã thừa nhận việc đặt mua trực tuyến thẻ từ một nhà cung cấp Trung Quốc để bán cho những người do dự về việc chích ngừa. Sở cảnh sát còn cho hay là nghi can còn khai về việc trước đây từng bán thẻ chích ngừa Covid giả. Bà Bohoki đã bị bắt và sẽ trình diện phiên tòa vào thời gian tới đây. Hiện tại thì Los Angeles County yêu cầu người dân phải xuất trình cái thẻ chích ngừa đầy đủ mới được vào một số cơ sở trong nhà, bao gồm cả quán bar, vũ trường, vân vân. Nói chung là những nơi mà công cộng là muốn vào trong thì cần phải xuất trình thẻ đã chích ngừa đó, thưa quý vị. Cái giấy chích ngừa mà bằng giấy nó chỉ là một hình thức để đối phó với những cái người đó thôi. Nhưng mà khi mà nếu mà người ta bấm vô cái hệ thống system của trên mạng đó, của Mỹ đó, thì sẽ không thấy cái tên của mình ở trên đó. Tin từ tiểu bang Ohio, vừa mới gắn camera đã bắt quả tang anh hàng xóm tính đột nhập nhà. Một người thanh niên sống tại Hamilton County, tiểu bang Ohio đã bị bắt sau khi cầm theo dao và định đột nhập vào nhà của một phụ nữ hàng xóm. Mọi hành động của anh ta đã bị ghi lại bởi camera ở cửa nhà nạn nhân, vốn là một người phụ nữ. Người này chỉ mới mua cái camera vài ngày trước đó. Cô Megan Allen đã kể với truyền thông rằng cô mua hệ thống Ring camera vào thứ Sáu tuần trước vì người hàng xóm này khiến cho cô cảm thấy sợ hãi và không an tâm. Ngay sau nửa đêm thứ Hai, cô Allen đã phát hiện người hàng xóm George Chavez Reynoso, 29 tuổi, đang núp ở cửa nhà cô và tìm cách đột nhập vào nhà. Trong khi đang cầm theo một con dao, cô liền lập tức gọi 911. Anh ta đã từng đề nghị giúp tôi cắt cỏ sân nhà và đôi khi cũng qua chào hỏi. Tuy nhiên thì cách nói chuyện của anh ta tỏ ra rất hung dữ, cô đã kể lại. Và các nhân viên cảnh sát của Newtown đã nói rằng hành động của cô Allen đã giúp cứu mạng sống của cô ấy. Nhiều nhân viên cảnh sát đã đến nhà cô và đã chạy đuổi theo nghi can.
Sau một cuộc rượt đuổi ngắn, cảnh sát đã bắt giữ Chavez Reynoso trong khu rừng ở gần đó, nghi can giải thích rằng anh ta đang muốn cứu cô Allen khỏi một người đàn ông cao to mà anh ta nhìn thấy. Cảnh sát trưởng Tom Sinan đã nói là cô này đã hành động rất đúng và sự việc của cô là một bài học cho rất nhiều người. Vì cô ấy bình tĩnh, vì cô ấy có một hệ thống cảnh báo sớm và vì cô ấy cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin. Những điều này không chỉ giúp chúng tôi bắt được nghi can mà còn giúp cô ấy bảo vệ bản thân và gia đình mình. Cảnh sát cho biết Chavez Reynoso không có tiền án và nhà chức trách đang kiểm tra tình trạng di trú của anh ta. Cảnh sát cũng đang chuẩn bị chuyển các bằng chứng video cho công tố viên và nghi can này sẽ bị truy tố các tội như là âm mưu đột nhập, cản trở cảnh sát, xâm nhập gia cư mang tính hình sự và mang theo vũ khí. Nếu như mà anh nói anh thấy một người cao to, anh muốn giúp đỡ cô này, tại sao anh không gọi điện thoại cho cảnh sát? Và nếu mà anh thấy cảnh sát, tại sao anh không đứng lại mà anh lại bỏ chạy? Nó có nhiều cái không đúng ở đây. Thì biện minh thôi. Biện minh. Ừ. Ở hàng xóm mà có một cái người vậy rất nguy hiểm và cô này cũng có cái tính cảnh giác rất là cao ha. Cô này cũng nguy hiểm tại cổ sống độc thân. Cổ nếu mà cô nói như vậy là cổ nó sống độc thân rồi. Cổ mới thấy cái người hàng xóm của qua giúp đỡ mà cái thái độ rất là hung dữ. Mà quý vị biết là cái ring bell đó là nó có chức năng luôn recording. Quay được những cái ai mà bước trước cửa nhà mình là họ sẽ quay được những cái thước phim đó và nó gửi đến cái điện thoại của mình. Và điện thoại mình sẽ báo lên là có người đang đứng trước nhà mình và sẽ lưu lên cái hệ thống cloud là trên trời đó. Nếu mà lỡ mà cái tên cướp đó có giật cái ổ điện, coi như cái recall đó nó thâu lại hết. Nếu mà có người đó có phá hư cái ổ chuông đó thì vẫn còn lưu giữ hình ảnh. Như vậy là tất cả chúng ta, mỗi nhà chúng ta nên gắn một cái chuông đó để mà bảo vệ an toàn cho mình thôi quý vị. Hồng Loan không biết tất cả quý vị đã có gắn những cái camera quan sát thôi. Cái đó là một cái rất là cần thiết cho gia đình, cho nhà của chúng ta. Nhất là nhiều khi gia đình neo đơn, ít người. Đúng rồi. Thì rất là cần gắn. Ring thì cái giá nó hơi cao hơn chút. Lọc thì lọc xài cái thằng Wii. Thằng Wii thì cũng rất là tốt mà rất là rẻ mà dễ cài đặt lắm. Chỉ cần lên YouTube họ sẽ chỉ từ A tới Z luôn là cách gắn như thế nào. Mà quý vị chỉ cần gắn cái cửa chuông ngoài trước và cái cửa ngoài sau thì là hai cái chỗ mà hai cái cửa chính để mà có thể những cái tên đột nhập nó vào đó. Thì mình nên gắn những cái đó quý vị. Một bà 82 tuổi đã bị kẻ gian giả làm cháu gái lừa hơn 700.000 đô la. Các điều tra viên ở Florida hiện đang yêu cầu công ty Uber cung cấp hồ sơ để giúp cuộc điều tra về việc một cụ bà 82 tuổi bị kẻ gian lừa hơn 700.000 đô la sau khi làm bà tin rằng cháu gái của bà đang gặp khó khăn về pháp lý. AP đưa tin vào hôm thứ Năm ngày 11 tháng 11, trong suốt mấy tháng trời, kẻ gian đã liên lạc và nói rằng cháu gái của bà đang có vấn đề về pháp lý và rất cần sự giúp đỡ tài chính của bà. Những kẻ này nói là bà hãy rút tiền từ trong trương mục của mình ở ngân hàng rồi giao cho một người trung gian theo hồ sơ nộp tại tòa. Các điều tra viên thuộc văn phòng cảnh sát trưởng Hillsborough County đã liên lạc với công ty Uber về những lần xe đến đón bà cụ để đưa đến ngân hàng, rồi đưa lại về nhà trong thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 của năm nay. Theo bản tin của tờ báo địa phương Tampa Bay Times, sở cảnh sát muốn có tên của người lái xe, thẻ tín dụng và chi tiết giờ giấc toàn bộ những lần đưa đón bà cụ cùng là chở đến những nơi khác. Một điều tra viên cho biết trong hồ sơ rằng các chi tiết này sẽ giúp có tin tức về ai là người gọi và trả tiền cho các chuyến đi bằng xe Uber và tiền của nạn nhân đi đâu. Bà cụ khai với những điều tra viên là bà không có gọi xe mà có người khác gửi xe đến để mà đón bà. Thì hiện chưa rõ trong những lần xe tới như vậy có lần nào là để nhận tiền hay là không. Và cảnh sát từ chối không cho biết tin tức này vì vẫn đang còn trong cuộc điều tra thưa quý vị. Bà cụ kể rằng đầu tiên là có một cái điện thoại của một cô gái trẻ và nói là cháu của bà cụ. Và cô gái này cho hay là có liên quan đến một tai nạn xe cộ và rất là cần tiền để có thể ra khỏi tù. Theo hồ sơ thì sau đó thì có một người đàn ông tự xưng là luật sư của cô gái cũng đã cầm điện thoại và nói chuyện với bà. Thì cô gái đã nói chuyện rất là thuyết phục và bà này tưởng đây là cháu gái của bà thiệt. Và những người này đã thuyết phục bà rút tiền tổng cộng 13 lần từ những chi nhánh khác nhau của ngân hàng BB&T với số lần sau cùng rút ra là 100.000 đô la. Và cái số tiền cuối cùng này là cũng đã cạn hết tiền trong cái tài khoản của bà.
Và theo luật sư của bà cụ thì câu chuyện mà kẻ gian đưa ra càng lúc càng tinh vi và được chuẩn bị chi tiết hơn trong thời gian tiến hành việc lừa gạt. Nhóm này đã thuyết phục được bà là nếu như mà có nhân viên ngân hàng hỏi vì sao rút ra số tiền nhiều như vậy thì nói rằng để mà sửa nhà và công ty sửa muốn lấy tiền mặt. Và họ cũng đã chỉ cho bà cụ bằng cách là bỏ tiền cọc vào bao thư lớn và sau đó sẽ có một người đến và lấy đi. Luật sư của bà cụ vào hồi tháng 9 đã nộp đơn kiện ngân hàng Trust Bank, vốn được thành lập sau cuộc sáp nhập giữa hai ngân hàng BB&T và SunTrust. Hồ sơ kiện nói rằng ngân hàng đã bất cẩn để cho bà cụ rút các món tiền lớn ra một cách bất thường, dù rằng có những cái chỉ dấu đáng nghi ngờ. Và giới công lực nói rằng các vụ lừa gạt nhắm vào những ông bà nội ngoại, gọi là grandparent scam, đang ngày càng nhiều hơn. Đúng rồi, họ đánh vào sự lòng tin và những nhẹ người lớn, quý vị. Thì người càng lớn thì lại càng giống như là được người con nít. Người ta nói vậy đó, một đứa bé và người lớn giống tương đồng với nhau, tại vì trở thành giống như dễ tin, dễ đúng cả rồi. Tin. Ừ. Thì khi mà một người như bà 80 mấy tuổi thì bà nghe cháu bà bị như vậy thì bà rất là lo chứ. Bây giờ nếu nó bị lại lấy cái tiền mà để mà tại ngoại đó thì phải đóng tiền để cho cháu tại đúng ngoại rồi. Thì cũng cái lý do là đang ở trong tù thì đâu có tới gặp bà được, cho nên đúng bà rồi. Cũng tin cái điều đó và có một người giả là người luật sư để mà nói chuyện với bà cụ. Nhưng mà mình nghĩ là họ một cái cách họ nói chuyện rất là thuyết phục lắm đúng thì rồi. Bà này mới đi rút cái số tiền mà quá lớn như vậy. Một cái cảnh báo cho chúng ta ha quý vị, nhiều khi mà có những chuyện bây giờ lừa gạt tinh vi quá, tinh họ vi bày quá. Ra đủ trò hết, cho nên mỗi lần mà mình thấy có một cái gì là lạ là mình cũng phải nghi vấn ở trong đầu. Hôm qua Lộc mới nhận được một cái email gửi đến cho cái email của Loan là từ Apple. Họ nói là họ đã tính tiền mình renew cái account, mình đã mua một cái gì game gì ở trong đó đó, trị giá là 49 đồng 99. Đây là một cái receipt gửi cho quý vị để bà biết là quý vị mới vừa renew. Renew có nghĩa là mới vừa đóng tiền thêm đó quý vị, cho hàng tháng. Thì bất ngờ Lộc nói ủa sao kỳ vậy, mình có đời nào mình xài cái app này đâu mà giá này. Bấm vào thì y chang, không có khác cái gì của Apple gửi đó quý vị. Chỉ có khác là cái chữ Apple đó, trước chữ Apple thì họ ghi thêm là chữ Office hay là Store gì đó, ghi thêm vô chút xíu nữa. Nhưng mà mình nhìn mình nếu mà một người như Lộc đi, Lộc nhìn không kỹ Lộc còn lầm, huống gì là những cái người mà đã không quen thuộc với computer, không quen thuộc với lại email, nhìn vào là rất là bất ngờ. Đúng mà rồi. Khi mà mình nhìn như vậy mình nói ôi chết cha, mình không có phải mình mua này, thì mình liền lập tức mình bấm vô để mà cancel cái đó. Khi mà bấm vô vào đó thì họ dẫn dắt mình để mình khai ra những thông tin và mình đưa tiền cho họ. Nên họ sẽ lấy được những cái account của mình password. Để mà họ ăn cắp những cái thông tin cá nhân của mình nữa quý vị. Tòa kháng án ra lệnh tạm hoãn giao nộp tài liệu tòa Bạch Ốc thời cựu tổng thống Donald Trump. Tòa kháng án liên bang địa hạt DC vào ngày thứ Năm 11 tháng 11 ban hành một lệnh ngắn hạn ngăn chặn văn khố quốc gia chuyển giao các tài liệu lưu trữ hoạt động của tòa Bạch Ốc dưới thời cựu tổng thống Donald Trump liên quan đến cuộc bạo động quốc hội vào ngày 6 tháng 1. Quyết định do một hội đồng gồm 3 thẩm phán thuộc tòa kháng án địa hạt DC ban hành sẽ giữ nguyên hiện trạng để chờ một phiên xử vào ngày 30 tháng 11. Lệnh trên được các thẩm phán Patricia Millett, Robert Wicker và Kentani Brown Jackson đưa ra. Tất cả đều được các tổng thống đảng Dân Chủ bổ nhiệm. Hai thẩm phán Millett và Wilkins được tổng thống Barack Obama bổ nhiệm, còn thẩm phán Jackson do tổng thống Joe Biden bổ nhiệm. Tòa án thường ban hành các loại lệnh này để có thêm thời gian xem xét các vấn đề pháp lý cơ bản. Lệnh này không phải là phán quyết về việc cựu tổng thống Trump hay Ủy ban Hạ viện có lập luận pháp lý mạnh mẽ hơn hay không. Như vậy, văn khố quốc gia sẽ ngừng lại tiến trình giao nộp Hạ viện các tài liệu bao gồm nhật ký hoạt động, các video clip thu hình ảnh hoạt động của tòa Bạch Ốc cũng như các trang ghi chú viết tay của chánh văn phòng của cựu tổng thống Trump. Cách đây chừng 2 ngày thì đã có một cái sự lệnh xuống bắt buộc là phải trình ra những cái tờ này, nhưng mà vào ngày hôm qua thì tòa kháng án này đã ngăn chặn cái việc này và sẽ xem xét lại trong ngày 30 tháng 11 thưa quý vị. Tòa Bạch Ốc đã kêu gọi công dân Mỹ hãy rời Haiti ngay lập tức. Mỹ đã kêu gọi các công dân rời khỏi Haiti vì bạo lực đang gia tăng. Tòa Bạch Ốc kêu gọi công dân Mỹ rời khỏi
quốc đảo Caribe này đang phải đối mặt với bạo lực của các băng nhóm gia tăng, tình trạng thiếu nhiên liệu cũng như bất ổn về chính trị. Trong một thông báo, thì Đại sứ quán Mỹ tại Haiti đã khuyến cáo các công dân Mỹ hãy rời Haiti ngay bằng các phương tiện thương mại. Thông báo nêu rõ là các công dân Mỹ nên cân nhắc kỹ lưỡng những rủi ro khi đi du lịch đến hoặc là tiếp tục ở lại trong Haiti trong tình trạng an ninh hiện tại và những khó khăn về cơ sở hạ tầng. Thì theo thông báo, tình trạng thiếu nhiên liệu trên diện rộng mà có thể hạn chế các dịch vụ thiết yếu trong trường hợp khẩn cấp, bao gồm là quyền tiếp cận ngân hàng, chuyển tiền, chăm sóc y tế khẩn cấp, Internet, viễn thông cũng như các lựa chọn giao thông công cộng và tư nhân. Người dân Haiti vốn đã phải chịu gánh nặng sau nhiều tháng hỗn loạn chính trị và thảm họa thiên nhiên, nay thậm chí phải đối mặt với khó khăn hơn nữa trong những tuần gần đây khi các băng nhóm không được kiểm soát đã chặn đường tiếp cận nhiên liệu, các nguồn cung cấp điện và nước. Theo Trung tâm Phân tích và Nghiên cứu Nhân quyền có trụ sở tại Port-au-Prince, các băng nhóm ở đảo quốc này đã bắt cóc hơn 780 người để đòi tiền chuộc kể từ đầu năm. 16 người Mỹ và một người Canada hiện vẫn đang bị một băng nhóm giam giữ và các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra để mà bảo đảm việc trả tự do cho họ. Bây giờ cái bên Haiti bây giờ quá là loạn đi. Tổng thống thì mới vừa bị ám sát chết, rồi cái như là quyền lực hai bên cứ tranh giành nhau, thì người dân lúc đó là bây giờ là hoảng loạn quá rồi. Bây giờ là thiếu thốn tùm lum, là cái bọn mà bắt cóc người để chuộc tiền. Quý vị nhớ là 17 người đó là họ đòi chuộc $1 triệu cho một người, thì cho đến bây giờ vẫn chưa có chuộc được người về nữa quý vị. Thánh rắc muối đã tuyển nhân viên lương 12 bảng Anh một giờ. Tên tuổi của thánh rắc muối giờ đây đã lan tỏa khắp cộng đồng trên toàn thế giới với những video đưa lên sẽ gây rất là nhiều ấn tượng, hiện đang tuyển nhân viên. Và chúng ta xem coi là họ tuyển nhân viên như thế nào. Nhà hàng Nurse Aid tại Knightsbridge đang tuyển dụng nhân viên. Đây là một nhà hàng beef steak nổi tiếng của đầu bếp rắc muối Nurses Gosa, hay còn gọi là Salt Bee, đang tìm một chef de partie là ca trưởng đó quý vị. Thì người chef de partie làm việc tại khu vực nhà bếp, phụ trách một số đầu bếp và trợ lý, nấu món ăn theo sự phân bổ của bếp trưởng và bếp phó. Quảng cáo này cung cấp một mức lương rất là cạnh tranh và ứng viên được trả 12 bảng Anh cho một tiếng đồng hồ cộng với lại tiền tip. Mức lương này chỉ bằng với lại giá của một dĩa bắp hoặc là một dĩa khoai tây tán của thực đơn của nhà hàng thôi. Vì vậy cho nên mức lương này cũng đang bị chỉ trích rất nhiều, bởi vì riêng một đĩa beef steak ở đây đã có giá hơn 800 bảng Anh rồi quý vị. Nhà hàng đã tuyển dụng trên Catherine.com có nội dung: cơ hội tuyệt vời cho đầu bếp The Party, giàu kinh nghiệm tham gia Vernerset. Với tư cách là The Party, bạn sẽ làm việc với những nguyên liệu tốt nhất từ Vương quốc Anh và nước ngoài. Tại một trong những nhà hàng beef steak nổi tiếng nhất trên thế giới, bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong một đội bếp lớn và hỗ trợ bếp trưởng trong quá trình phục vụ. Nếu bạn là chef The Party đang muốn làm việc tại nhà hàng beef steak nổi tiếng, hãy nhanh chóng gửi đến đây. Đây là lần thứ hai mà Nurses phải đăng tin để mà tuyển dụng, bởi vì hồi tháng trước cũng đã đăng tin rồi nhưng mà chưa có người đến xin việc làm. Sau khi mà đăng báo ở trên tuyển dụng trên Instagram thì Nurses đã kêu gọi bồi bàn nhân viên pha chế, nhân viên phục vụ quầy bar, khuân vác bếp và nhân viên nhà vệ sinh đến nhà hàng để mà nộp giấy xin việc làm. Đích thân Salt Bee cũng có mặt tại nhà hàng với hy vọng sự hiện diện của mình sẽ thu hút được những ứng viên tiềm năng. Tuy nhiên vẫn chưa tuyển được người. Kể từ khi mở cửa vào tháng 9 năm nay, Nurses đã rất nổi tiếng với thực đơn xa hoa, trong đó có một loại thịt được gọi là gói trong vàng lá, kèm theo đó là những hóa đơn tính tiền nổ đơm đớm mắt. Salt Bee đã trở thành hiện tượng trên Internet vào năm 2017 sau khi những bức hình mà anh rắc muối lên miếng beef steak đã lan truyền rất mạnh mẽ. Và cái sự khó khăn trong tuyển dụng này, người ta nói đây cũng là một cái tình hình chung sau cái dịch Covid-19. Nhưng mà mình thấy cái giá lương mà đưa ra có 12 bảng Anh một giờ thì quá thấp so với lại cái gọi là cái tầm dốc của cái nhà hàng quá sang trọng mà giá quá là cắt cổ như vậy. Một miếng beef steak mà 800 bảng Anh, trời ơi, mắc dữ vậy ta? Là khoảng 1.200 đô. 1.000 mấy tiền Mỹ. Nhưng mà nếu mà nói là có cộng thêm tiền tip nữa, thì cái tiền tip cái nhà hàng này rất là cao. Bởi vì cái giá nó cao quá.
Vừa qua thì cái tên của cái anh chàng mà đầu bếp mà rắc muối này á, khá là nổi tiếng là bởi vì liên quan đến hình ảnh của một vị bộ trưởng bộ công an ở bên Việt Nam tên là Tô Lâm. Thì đã có một cái đoạn video clip quay ông Tô Lâm ăn bò giáp vàng và đã gây bão trong dư luận đó quý vị. Thì ông này đã được thánh rắc muối đã trực tiếp chế biến và đút cho ăn cái món bò giác vàng, mà gọi là món bò mà đắt nhất ở của cái nhà hàng đó quý vị. Thì mình thấy một hình ảnh đưa lên với hàng rất là nhiều người chia sẻ và người ta không đồng ý cái vấn đề này thì sao? Thì một vị bộ trưởng bộ công an của một đất nước đi qua bên Anh để mà làm việc ở bên đó mà lại có những cái buổi ăn uống mà quá xa xỉ như vậy. Trong khi lúc đó là người ta nói là cái này là vào khoảng thời điểm đầu tháng 11, bởi vì thấy có người đeo khẩu trang thì cũng nhằm vào đầu tháng 11 thì ông Tô Lâm đã qua bên Anh để mà làm một số công việc, tiếp đón gặp gỡ một số người. Ngay cái lúc mà người dân Việt Nam đang đói vì cái bệnh dịch Covid-19 mà ông lại qua bên Anh, ông ăn một cái đĩa thịt bò với cái giá gần 1.200 đô la Mỹ. Thì riêng mà cái món bistec này đã là 1.200 đô la rồi, thì cộng tất cả chi phí rồi ăn những cái món khác nữa thì mình biết cái giá nó như thế nào. Thì cái món mà bistec này nó mắc là tại vì nó dùng bò mà tomahawk. Bò tomahawk nhưng mà nói là có giác vàng. Thì mình không hiểu là giác vàng là như thế nào. Chắc bữa nào Lộc dẫn luôn đi ăn thử mới biết. Mình cần việc dẫn, mình order kêu nó to go tới, kêu nó làm ngon, vậy là hết ngon. Hết ngon hả? Mà không có anh gì anh cầm không muối ông cầm không làm gì phải với là ăn và phải nhìn ảnh rắc muối nữa thì nó mới hấp dẫn. Mà người ta nói là ngon một phần rắc muối với một phần nữa là cái cánh tay của ảnh, phải để gần cái miếng thịt bò nó mới nghe hương vị, nó mới thơm. Nó giỡn cho vui nha quý vị. Lộc tưởng tượng phong phú quá Lộc à. Thì mình thấy như vậy đó, ảnh chuyên môn là ảnh mặc áo thun trắng và quần đen, áo thun trắng ngắn tay hiểu rồi nè. Anh quốc cho phép người sáng lập WikiLeaks được đám cưới trong tù. Giới chức Anh cho phép Julian Assange là người sáng lập WikiLeaks làm đám cưới với vị hôn thê của mình là Stella Morris trong nhà tù Belmarsh. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm và hy vọng cuộc hôn nhân của chúng tôi không gặp thêm rào cản nào nữa, Stella Morris đã trả lời với hãng thông tấn PA của Anh vào ngày hôm qua. Theo lời người phát ngôn cơ quan quản lý nhà tù Anh, đơn xin tổ chức đám cưới trong tù của người sáng lập WikiLeaks được tiếp nhận, cân nhắc và đã xử lý bình thường như mọi tù nhân. Morris chưa công bố ngày tổ chức đám cưới. Assange và Morris quen nhau trong thời gian người sáng lập WikiLeaks tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London. Họ có hai người con, đều mang quốc tịch Anh. Theo truyền thông Anh, hai người đã đính hôn nhiều năm và không ít lần tìm cách đăng ký kết hôn, dù gặp rất nhiều rào cản pháp lý. Trước khi nhận thông báo được phép tổ chức đám cưới, họ đã gửi đơn khiếu nại lãnh đạo cơ quan quản lý nhà tù Anh và Bộ trưởng Tư pháp Dominic Raab cản trở quyền hợp pháp. Assange đã ẩn náu ở Đại sứ quán Ecuador tại London suốt 5 năm, tránh lệnh dẫn độ sang Thụy Điển với các cáo buộc tấn công tình dục. Assange cho biết rằng là vụ án là vỏ bọc dẫn độ ông sang Mỹ chịu xét xử về các hoạt động gây tranh cãi của WikiLeaks. Và nước Anh đã thỏa thuận ngoại giao với Ecuador và bắt Assange vào năm 2019, giam tại nhà tù Belmarsh trong 12 tháng với tội danh là trốn bảo lãnh tại ngoại, và ông tiếp tục bị giữ lại sau khi Washington can thiệp vào pháp lý. Tòa án Anh hồi tháng 1 đã bác yêu cầu dẫn độ Assange từ chính phủ Mỹ, phán quyết bị kháng cáo và đang chờ tòa án cấp cao giải quyết. Câu hỏi, tại sao cả gia đình mắc COVID-19 mà có thành viên không bao giờ bị dương tính? Giới khoa học vừa tìm ra lời giải đáp cho những trường hợp dù là cả gia đình bị mắc bệnh COVID-19 nhưng có một thành viên trong đó không bao giờ có kết quả dương tính. Theo tờ Guardian đã đăng,
thì theo một nghiên cứu mới, các nhà khoa học phát hiện rằng một nhóm người đã trải qua tình trạng là nhiễm thui chột. Theo đó, virus xâm nhập cơ thể nhưng đã bị tế bào T của hệ miễn dịch tiêu diệt ở giai đoạn sớm nhất, nên các cuộc xét nghiệm PCR đều cho kết quả âm tính. Nghiên cứu mới tập trung theo dõi các người nhân viên y tế, những dấu hiệu của việc nhiễm COVID-19 và phản ứng miễn dịch trong làn sóng đầu tiên của đại dịch ở London, Anh. Dù đối diện với nguy cơ phơi nhiễm cao, nhưng 58 người tham gia nghiên cứu không bao giờ có kết quả dương tính. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu từ những người đó cho thấy họ có sự gia tăng về số lượng của tế bào T đã phản ứng chống lại COVID-19 so với những mẫu được lấy trước khi đại dịch bùng phát và so với những người không phơi nhiễm virus gây bệnh này. Phát hiện trên có thể là một sự mở đường cho thế hệ mới của vaccine nhắm vào phản ứng của tế bào T, vốn có thể sản sinh khả năng miễn dịch kéo dài lâu hơn, theo các nhà khoa học. Hay quá! Bây giờ từ từ khoa học đã tìm ra những cái phương cách khác để mà chữa trị cái căn bệnh này. Những người này thì họ có một cái loại tế bào T để mà chống lại cái con COVID-19 khi mà nó vừa vào cơ thể là bị đẩy ra liền. Nhưng mà cái tế bào T đó của họ phát triển rất là mạnh, cho nên mới đủ sức mà đẩy con virus nó vừa khi nó vừa mới xâm nhập vào cơ thể, cho nên nó không có gây bệnh COVID-19 cho người đó. Thì từ cái vấn đề mà tìm thấy được như vậy, người ta sẽ tìm ra một cái cách để mà làm cho cái vaccine nó càng hiệu quả hơn. Hy vọng là một ngày nào đó mình không bao giờ còn nghe được cái căn bệnh COVID-19 này nữa. Chỉ là một cái dĩ vãng xa vời. Người ơi, dĩ vãng đã xa. Gì vậy? Bệnh nghề nghiệp. Chiều nay hát. Luyện giọng để chiều nay hát. Thống đốc Florida Ron DeSantis tìm cách gỡ những người di cư đến Delaware. Ông cho biết sẽ đưa những người di cư kinh tế nước ngoài đến tiểu bang Delaware, đây là quê hương của Tổng thống Joe Biden. Nếu họ đến đây, chúng tôi sẽ cung cấp xe bus, tôi sẽ gửi họ đến Delaware, ông nói trong một cuộc họp báo của ngày 10 tháng 11, sau khi được hỏi về việc Tổng thống Joe Biden chuyển những người di cư kinh tế từ biên giới Mexico sang tiểu bang Florida. Thì Ron DeSantis đã trả lời, ý tôi là nếu anh ấy không ủng hộ việc biên giới được bảo đảm thì anh ấy sẽ có thể có mọi người ở đó. Vì vậy chúng tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể về vấn đề đó và chúng tôi hoàn toàn sẽ làm những gì có thể. Nhiều người trong số những người di cư có tình trạng hợp pháp tạm thời từ các đại biểu ủng hộ di cư của ông Biden khi họ qua biên giới. Nhiều người trong số những người di cư có được tình trạng hợp pháp tạm thời từ các đại biểu ủng hộ di cư của ông Biden khi họ qua biên giới. Và tình trạng đó có thể sẽ từ chối Ron DeSantis cho một cơ hội hợp pháp để giam giữ những người di cư để vận chuyển đến Delaware. Tuy nhiên, những người di cư bị bắt vì vi phạm luật của tiểu bang có thể bị giam giữ. Kể từ tháng 1, các đại biểu của ông Biden đã thả khoảng 600.000 người di cư vào Hoa Kỳ và cho phép ít nhất 400.000 người di cư lẻn qua biên giới. Sau nhiều cố gắng, nhiều người di cư cùng với những người thân đã chuyển đến Florida trong 10 năm qua. Nhiều người di cư làm việc chăm chỉ để hỗ trợ các gia đình nghèo của họ ở Trung Mỹ. Nhiều người khác là những người di cư thuộc tầng lớp trung lưu đang cố gắng thoát khỏi các nền kinh tế trì trệ ở Brazil, Venezuela và các quốc gia phát triển khác. Sự xuất hiện của họ cho phép người sử dụng lao động thuê lao động nước ngoài giá rẻ thay vì thuê người Mỹ với mức lương tốt, hoặc thay vì đầu tư vào máy móc tiết kiệm lao động để giúp người Mỹ làm việc hiệu quả hơn trong thời gian ngắn hơn. Và những người di cư cũng làm tăng chi phí nhà ở của Mỹ, khiến giới trẻ Mỹ khó mua nhà và tạo dựng gia đình. Những người di cư cũng đưa trẻ em đến các trường từ mẫu giáo cho đến lớp 12 đông đúc, khiến trẻ em Mỹ khó có được một nền giáo dục tốt. Nhiều cuộc thăm dò cho thấy di cư lao động hợp pháp không được ưa chuộng vì nó làm tổn hại đến cơ hội nghề nghiệp của người Mỹ bình thường, cắt giảm lương và tăng giá thuê của họ. Thống đốc Florida Ron DeSantis xác nhận vào tối thứ Hai 8 tháng 11 rằng một người nhập cư bất hợp pháp bị buộc tội sát hại một người cha và 4 đứa trẻ ở tiểu bang của ông. Người này đã bay đến tiểu bang Florida trên một chuyến bay do chính quyền ông Tổng thống Joe Biden tài trợ. Những chuyến bay đưa những người di dân đến Florida mà không hề cho chúng tôi biết, càng không cho chúng tôi có quyền phủ quyết. Và thống đốc đã nói là nếu như mà ông Tổng thống Joe Biden không làm điều đó, nếu ông ấy làm đúng chức trách công việc của mình thì nạn nhân đó đã còn sống đến ngày hôm nay.
Trung Quốc đã báo động đỏ vì bão tuyết bất thường. Bão tuyết sớm bất thường do hiện tượng La Nina càn quét nhiều khu vực ở Nội Mông, khiến một số địa phương Trung Quốc phát báo động đỏ. Trận bão tuyết bắt đầu từ ngày 5 tháng 11, càn quét 8 quận ở Thông Liêu với lớp tuyết có nơi dày đến 50cm, gây thiệt hại kinh tế 35 triệu nhân dân tệ, là khoảng 5,5 triệu đô la. Đợt bão tuyết này xảy ra sớm hơn 23 ngày so với mọi năm. Giới chức Thông Liêu từ 7 tháng 11 đã phát báo động đỏ về bão tuyết trong 3 ngày liên tục. Nhiều thành phố miền Bắc Trung Quốc phải cho học sinh nghỉ học, cấm nhiều tuyến đường và hủy hàng loạt chuyến bay. Sau 2 ngày phát cảnh báo bão tuyết màu đỏ, Sở Khí tượng tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc hạ cảnh báo xuống màu cam. Trung Quốc áp dụng hệ thống cảnh báo tuyết 4 cấp, thể hiện bằng 4 màu, trong đó màu đỏ là mức cảnh báo cao nhất, tiếp theo là cam, vàng và xanh lam. Sân bay đầu tiên đã phải đóng cửa từ nửa đêm 7 tháng 11 đến sáng 8 tháng 11 để dọn tuyết trên đường băng. Sau đó thì cho phép 6 chuyến bay cất cánh, nhưng đã tiếp tục hủy những chuyến bay tiếp theo do thời tiết bất lợi. Sở Giao thông Vận tải tỉnh Liêu Ninh phải huy động 1.730 người và 752 thiết bị để mà làm việc 24/24 để dọn tuyết trên các đường cao tốc. Trận bão tuyết còn khiến cho nhiều nhà kính trồng rau và trang trại chăn nuôi lợn ở Thẩm Dương bị sập tại Trường Xuân, phủ tỉnh của Cát Lâm. Chính quyền phải đóng cửa trường học vào hôm 8 tháng 11 do tuyết dày và mưa khiến cho đường trơn trượt. Và hệ thống tàu điện ngầm của thành phố cũng đã ngừng hoạt động do thời tiết bất lợi. Sân bay ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc đóng cửa từ 9 giờ ngày 8 tháng 11 do đường băng bị đóng băng. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc ngày 11 tháng 11 dự báo tuyết tiếp tục rơi ở các tỉnh phía Bắc, không khí lạnh sau đó sẽ tràn xuống các tỉnh phía Nam và nhiệt độ toàn quốc duy trì ở mức thấp trong 10 ngày tới. Các nhà khí tượng học Trung Quốc nhận định hiện tượng La Nina đã khiến tuyết rơi sớm bất thường năm nay. La Nina hình thành khi bề mặt nước biển ở Thái Bình Dương lạnh hơn, khiến nhiệt độ ở khu vực xuống thấp. Hiện tượng này khiến mùa đông ở miền đông Trung Quốc đến sớm hơn bình thường. Tổng giám đốc của đài truyền hình TVB cầu xin Lưu Đức Hòa, Châu Tinh Trì quay về lại TVB. Ông Tăng Chí Vĩ đang rất muốn Lưu Đức Hòa, Châu Tinh Trì quay lại TVB. Mới đây, Tăng Chí Vĩ đã gửi lời mời các nghệ sĩ gạo cội quay lại đóng góp cho TVB. Thực tế, trong vài năm qua, đài truyền hình này đã bị sa sút về danh tiếng và đối diện với khoản thua lỗ hàng chục triệu đô la cho mỗi năm. Vào ngày 11 tháng 11, Hồng Kông đã đưa tin Tổng Giám đốc TVB là Tăng Chí Vĩ đã chia sẻ về thực trạng khó khăn của đài và mong muốn các nghệ sĩ từng gắn bó nơi đây quay trở lại giúp đỡ. Là một diễn viên, tôi hiểu nghệ sĩ cần gì. Trước hết, họ phải kiếm đủ tiền để trang trải cuộc sống. Chúng tôi trả tiền ít hơn các đơn vị khác, nhưng nhiều nghệ sĩ vẫn có cảm tình với đài. Tôi mong đài TVB sẽ là nơi gắn bó đầy tình người. Chúng tôi trân trọng các nghệ sĩ lớn tuổi, Tăng Chí Vĩ chia sẻ. Tổng giám đốc của đài còn bày tỏ hy vọng Lưu Đức Hòa, Châu Tinh Trì vì tình nghĩa xưa sẽ quay lại cống hiến cho đài. Ngoài ra, nam diễn viên này còn kêu gọi các nghệ sĩ còn nợ đài một số lượng phim chưa quay vẫn đồng hành với đài trong giai đoạn khó khăn. Theo Hồng Kông 1 thì vài năm trở lại đây đài TVB sa sút về danh tiếng. Những người diễn viên tài năng có ảnh hưởng lớn như là Hồ Hạnh Nhi, Sa Thiên Mạn, Quỳnh Tông Trạch, Trần Kiện Phong đều đã hướng về những cái đài truyền hình khác để mà phát triển sự nghiệp của mình ở Trung Quốc đại lục. Và tại nơi đây thì họ được trả cachet cao gấp nhiều lần so với khi là diễn viên độc quyền của TVB. Thì hồi vào tháng 8, đó, quý vị, theo công bố của TVB, thì đài TVB phải lỗ 36,4 triệu đô la trong 6 tháng đầu của năm 2021. Và thực trạng sa sút này đã kéo dài trong vài năm qua. Vào năm 2020 thì TVB đã bị lỗ 36 triệu, năm 2019 thì 37,8 triệu. Còn việc kinh doanh khó khăn khiến cho giá trị cổ phiếu của đài đã giảm xuống 70%. Vì vậy mà diễn viên cũng như là giám đốc của TVB là ông Tăng Chí Vĩ và Vương Tổ Lam đã được bổ nhiệm vào vị trí cấp cao nhằm cải thiện chất lượng sản phẩm và cứu vãn tiếng tăm của đài từ xưa tới giờ. Thì thật sự Hồng Loan từ hồi trước tới giờ cũng là một fan cuồng của đài TVB, quý vị. Không xem một cái phim bộ của bất kỳ
nơi nào khác là bởi vì mình thích diễn viên là một phần, và cái cách quay phim, những cái cách quay của họ rất là hay, rất là nhạy bén, nhanh, và những cái tình tiết thông minh làm cho mình rất là thích. Nhưng mà trong suốt thời gian khoảng chừng 4-5 năm gần đây thì những bộ phim của họ nó xuống cấp một cách rõ rệt. Đúng rồi. Ngay cả diễn viên, càng ngày mình càng thấy diễn viên gì đâu thì, nhiều khi mình xem bộ phim mà cái người diễn viên quan trọng lắm, diễn viên đóng vai chính vai phụ phải đẹp, quý vị ơi, phải đẹp thì mới thu hút khán giả xem được. Có những diễn viên mình nhìn thật sự mình nói không hiểu tại sao mà được đóng chính những cái bộ phim của hãng TVB, là một cái hãng mà đứng nhất Hồng Kông từ trước tới nay mấy chục năm trời. Đúng rất rồi. Là tiếc cho đài TVB. Và quý vị biết là họ bóc lột người diễn viên khi mà vào mà ký hợp đồng độc quyền với họ, là cái số lương nó thấp một cách là coi như là thấp, cách thấp mà không thể nào tưởng tượng nổi. Cái người, những cái người mà chưa nổi tiếng thì họ muốn vô đó, họ vô để mà họ đóng, nhưng mà càng ngày họ không chịu đựng nổi nữa thì họ phải rời đi thôi. Thì cũng có một số những người đã tạo được tên tuổi là nhờ vào TVB thì đi ra ngoài thì sẽ đóng được những bộ phim với cái số tiền cao hơn. Nó phải có một cái sự nó cân đối vừa phải, chứ nó không có được một bên thì trả ngất ngưỡng dày, một bên thì như dày, làm sao mà người ta ở lại được. TVB phải nói là một thời tuổi thơ luôn, coi như là mình mới biết phim bộ Hồng Kông là mình coi TVB không, từ cái gì những cái của Kim Dung đó, mấy cái chuyện của Kim Dung, từ lúc đó TVB quay biết, mình biết là nó lúc đó thì năm 87 mấy thì cái cách quay của họ như vậy thôi, nhưng mà mình vẫn thích, vẫn hay nhiều, vẫn so với hay những nhiều cái nơi khác họ lúc nào là họ cũng đi đầu hết cái những cái bộ phim của họ. Mà điện ảnh của Hồng Kông được ảnh hưởng bởi bên Anh Quốc như cũng như bên Mỹ, cái nước phương Tây, bởi vậy họ đi rất là xa, cách quay của họ làm cho mình thu hút, và từ từ tự nhiên cái bây giờ lại bị như vậy, mình thấy rất là buồn ha. Thật sự Hồng Loan là chỉ muốn xem phim Hồng Kông thôi, chứ còn nói phim Trung Quốc mình không muốn coi, là mình không có muốn ủng hộ bên Trung Quốc, mình muốn ủng hộ Hồng Kông thì là mình xem TVB. Nhưng mà đã làm cho mình quá thất vọng trong những năm qua. Thì cũng do một phần nữa là chính quyền của Hồng Kông đã bị thay đổi rất là nhiều, và những người mà coi như là gắn bó với TVB cũng đã ra đi rất là nhiều. Có nhiều diễn viên của Hồng Kông đó, vì TVB bây giờ họ qua bên Mỹ nó sống nhiều, rất rất là nhiều quý vị. Và ở bên phía Seattle là cái khu vực mà có một cái sòng bài chuyên mời những cái vị mà diễn viên điện ảnh của TVB vào đó hát, mà mình thấy mình xúc động ấy, tại mình thấy những hình ảnh cái người mà hồi đó mà tới bây giờ mình còn mê. Là mình biết là cái phim của họ với lại diễn viên của họ hay như thế nào. Còn bây giờ mở ra coi nó cà rỡn rồi diễn viên thì diễn hời hợt, cách quay sắc thì dốc thì cũng không có được cái tầm gọi là hạng A, mà diễn thì hời hợt, không có gì đặc biệt nữa hết. Cuộc sống của Phước Sang hiện ra sao mà Kim Thư vẫn gặp rắc rối với các chủ nợ của chồng cũ? Sau gần 10 năm ly hôn thì được biết là nghệ sĩ Phước Sang cũng đã kết hôn lần hai và cũng đã có thêm con. Kim Thư thì cũng đang trong quan hệ mới, nhưng mà cô vẫn gặp rắc rối với chủ nợ của chồng cũ. Chúng ta cũng biết nghệ sĩ Phước Sang là một ông bầu rất là nổi tiếng từ những năm 2000. Nhắc tới Phước Sang thì người ta nghĩ ngay tới những bộ phim ăn khách như là Đàn ông có bầu, Đẻ mướn, Áo lụa Hà Đông, và nơi mà mọi người không thể quên được mà gắn liền với tên tuổi Phước Sang là sân khấu 135, sân khấu hài đó thưa quý vị. Thì cũng nhờ những cái sân khấu hài như vậy và nhờ làm phim thì nghệ sĩ Phước Sang từng rất là giàu có. Lúc đó thì gia đình anh sống trong một căn biệt thự trị giá 60 tỷ tiền Việt Nam, là vào khoảng 3 triệu đô la. 3 triệu đô la vào cái thời mười mấy năm về trước đó nha quý vị. Ngoài tiền bạc danh tiếng thì Phước Sang còn được mọi người rất là ngưỡng mộ, bởi vì có một người vợ xinh đẹp và tài năng như là diễn viên điện ảnh Kim Thư. Nhưng mà biến cố về việc phá sản và vỡ nợ cả ngàn tỷ đồng đã khiến cho gia đình của Phước Sang tan vỡ. Cái vụ vỡ nợ 1.000 tỷ là một cái sự chấn động của showbiz Việt vào mười mấy năm về trước thưa quý vị. Và điều đáng nói là hiện tại thì
sau khi đường ai nấy đi thì mỗi người đều có một cuộc sống riêng của mình. Nhưng mà Kim Thư vẫn bị người ta tới làm phiền, đe dọa, tấn công vì nợ của người chồng cũ. Và nghệ sĩ Phước Sang đã bị hai lần tai biến. Sau khi mà phá sản vỡ nợ thì anh đã mất tích hoàn toàn khỏi showbiz khoảng 5 năm. Và thật ra là anh vẫn sống, vẫn làm việc để trả nợ, nhưng mà anh tránh mặt truyền thông báo chí mà thôi. Thì mãi tới năm 2017 thì khán giả lại bất ngờ khi mà Phước Sang xuất hiện trở lại trong cái bộ phim là Cuốc Xe Nửa Đêm của đạo diễn Nguyễn Nguyên Hoàng, và sau đó là phim Tết Tiền Nhiều Để Làm Gì vào năm 2018. Tới lúc này thì Phước Sang mới chính thức chia sẻ về khoảng thời gian khủng hoảng của mình. Vào giai đoạn khủng khiếp nhất, anh nói là anh có ý định tự tử vì chỉ riêng cái tiền lãi ngân hàng không mỗi tháng đã lên tới 2 tỷ đồng. Có một lần trả lời phỏng vấn với báo chí vào năm 2020 thì Phước Sang cũng đã cho biết là anh bị hai lần bị tai biến, nhưng mà bị stroke đó quý vị, nhưng mà anh may mắn vẫn giữ được mạng sống. Ngoài ra thì hiện tại anh bị huyết áp cao và đi lại rất khó khăn bởi vì bị đau khớp chân. Anh đã có một gia đình riêng và thêm một đứa con gái, nhưng mà anh không muốn tiết lộ tên của người vợ hiện tại bởi vì anh muốn là cuộc sống gia đình mình nó êm đềm hơn, không có ra ngoài xã hội nhiều quá. Và anh cũng nói là anh thừa nhận mình thay đổi nhiều về lối sống. Nếu như trước đây nhậu nhiều, làm việc bất kể thời gian, thậm chí công việc kết thúc trễ nhưng mà vẫn muốn đi uống rượu với bạn bè tới khuya, ít khi để ý tới con cái, thì bây giờ cứ 4 giờ chiều là anh nghỉ làm, về để mà đón con đi học. Và buổi tối thì ăn cơm với vợ con, trân trọng gia đình. Và anh nói là anh nhận ra ý nghĩa của mái ấm gia đình có vẻ hơi muộn, nhưng muộn còn hơn không. Và sau thất bại trong kinh doanh dẫn tới vỡ nợ thì anh Phước Sang cho hay là bây giờ tôi sống vì các con, danh vọng tiền tài rồi mất, tôi thấy bình thường lắm. Còn về phía Kim Thư, sau khi mà ly dị chồng thì có những cái bão tố và dư luận về những cái nợ chồng chất của chồng khiến cho cô rất là căng thẳng. Từ một ngôi sao màn ảnh thì cô đã rút khỏi showbiz và lao vào mưu sinh bằng công việc tay chân, không nề hà tất cả mọi việc, kể cả bán xôi, mở quán cơm, bưng bê phục vụ. Và Kim Thư cũng từng chia sẻ là cô vẫn gồng gánh và giúp Phước Sang trả nợ nhiều năm sau đó. Hiện tại thì Kim Thư là chủ một nhà hàng khá lớn ở quận 7 với một cuộc sống mới, gia đình mới, hạnh phúc và êm ấm. Tuy nhiên thì vừa qua quý vị cũng nghe cái vấn đề mà cô bị những người chủ nợ đã đến đòi nợ và hăm dọa đủ điều, thì cô đã phải kêu gọi bên phía công an của Sài Gòn để mà bảo vệ cho cô cũng như là bảo vệ gia đình của cô. Rồi, tin chính đã hết. Giờ tới phần tin phụ. Rồi, tin phụ tin gì đây? Cũng học sinh cô giáo cho nó vui vui. Xin cô giáo ha. Okay. Thì quý vị biết là trong lớp học thì lâu lâu có những cái phái đoàn gọi là đến dự giờ để mà xem cái lớp đó học hành như thế nào đó. Thì lớp có một cái phái đoàn vào dự giờ thì cô giáo chủ nhiệm lên bảng và viết một cái câu. Cô giáo chủ nhiệm cầm cục phấn và đứng trước học sinh và nói: bây giờ cô sẽ viết một vài từ tiếng Anh lên bảng, các em hãy cố gắng dịch nó ra tiếng Việt nha. Thì cô giáo mới cầm cái cục phấn, cô viết, tự nhiên cái cục phấn rơi dưới đất, cái cô cúi xuống cô nhặt lên và cô tiếp tục viết tiếp. Cô mới nói là bây giờ ai sẽ dịch được những từ này, thì lập tức có một bạn học sinh giơ tay lên: dạ em cô. Cô giáo nhìn xung quanh không ai ngoài bạn này hết. Khi cô giáo nói rồi em phát biểu đi. Dạ thưa cô, câu tiếng Anh đó dịch ra tiếng Việt là: cô giáo ở lớp này nóng bỏng quá. Cô giáo giật mình, cô nói: cái gì? Em đi ra khỏi lớp liền. Thì bạn học sinh mới gom sách vở vừa nói với chuyện với ông thầy đang dự giờ kế bên: thầy à, thầy không biết chứ đừng có nhắc em, thầy nhắc gì tầm bậy quá. Thầy đâu nhắc em đâu, thầy tự nói trong lòng thầy mà. Có nghĩa là cô giáo đứng chiếc bảng, cô giáo rớt phấn xuống, cô giáo cúi xuống, ông thầy ngồi sau giữ giờ, ông thầy nói: cô giáo lớp này nóng bỏng quá. Cái bạn học sinh nghe, bạn học sinh tưởng ông thầy nhắc á, đặt lỗi tức là tiếng Việt đó, đọc cái câu tiếng Anh đó, đọc tiếng Anh đó đó, thì giơ tay lên mà tất cả mọi học sinh không ai giơ hết, bắt buộc cô phải kêu thôi. Xong bị đuổi ra ngoài, nhắc khẩu nhắc bậy. Thầy
giáo kỳ quá. Kỳ quá. Ok, ngày hôm nay Lộc và Loan kính gửi quý vị một số thông tin và nụ cười nho nhỏ. Kính chúc quý vị một ngày thật yên vui và tràn đầy hạnh phúc. Loan Lộc rất cảm ơn quý vị đã yêu thương những chương trình Loan Lộc. Và hẹn chiều nay 6 giờ giờ Cali sẽ là 9 giờ sáng của ngày thứ bảy ở Việt Nam nha quý vị. Bởi vì ở Mỹ đổi giờ cho nên giờ nó sẽ dời đi một tiếng. Hẹn gặp quý vị chiều nay 6 giờ giờ California. Xin chào tạm biệt quý vị. Bye.